em phải làm sao với cơn say nóng hổi? Chiều chỉ nghiêng ngả mà lòng dậy phong ba. Anh ở rất xa, anh đâu thể là gió, đâu thể mỗi chiều ôm ấp giấc mộng hoa. Bạn thân mến, đó là những dòng thơ da diết đánh dấu sự quay trở lại của nàng thơ Trịnh Nam Trân vào một ngày đông lạnh. Tác giả như đưa bạn lạc vào một quầy bar, nơi cô nhẹ nhàng mời bạn một ly vang tình để một lần được say mềm trong men yêu thương. Cuốn sách Một chỗ ở quầy bar mang nặng tâm tư của Trân về một đoạn tình dang dở khi cả hai trái tim nhiệt thành đốt cháy nhau bằng tình yêu. Những vần thơ, những câu chuyện ngắn của Trân vẫn lãng mạn, nữ tính như con người cô đã từng. Song trong đó bạn thấy vương lại một gam màu trầm buồn, sâu lắng hơn. Mời bạn lắng nghe cùng Quỳnh Trâm những câu chuyện tình trong cuốn sách này, bạn nhé. Tôi đã quên em. Tôi đã quên em. Tôi quên em trọn vẹn và dứt khoát. Tôi quên đến mức mà em ngồi ở đó, đối diện và đang nhìn tôi, nhưng tôi vẫn không nhận ra em. Ánh nhìn của tôi đi lướt qua em một cách lạnh lùng và tàn nhẫn đến độ tôi không dám tưởng tượng nếu mình là em thì tôi sẽ cảm thấy ra sao. Tôi từng viết rất nhiều về những nhân vật như thế. Tôi viết về những con người tự nhận mình là kẻ mờ nhạt, rằng khi họ bước ra đường sẽ nghiễm nhiên bị người khác lướt qua như những chiếc bóng vô hình, vì họ không có gì nổi bật. Đúng vậy, tôi viết nhiều về những người đó. Và tôi cũng từng hay kể với em về những thứ mình viết. Em thường đón nhận nó bằng ánh mắt lấp lánh sự tò mò. Em hay hỏi tôi, rồi sao nữa? Nhưng tôi không trả lời. Tôi thích để lại nơi em sự tò mò. Tôi thích em luôn háo hức và trông đợi ở tôi. Tôi viết nhiều về những điều đó, nhưng tất cả những nhân vật ấy chỉ vô hình với thế giới, với những người xa lạ, với những người họ chẳng mấy bận tâm. Trên con phố ấy, nhân vật của tôi và những nhân vật quần chúng chỉ lướt qua nhau chứ không hề đụng chạm. Họ không trông đợi hay mong chờ bất kỳ điều gì, và cũng chẳng để lại gì cho nhau. Nhưng em thì có. Em trông mong ở tôi, em đợi tôi nhận ra em và thể hiện một điều gì đó với em. Có lẽ chỉ là một ánh nhìn, một nụ cười hay một cái gật đầu, rồi tôi và em vẫn sẽ mỗi người mỗi hướng. Có lẽ em chỉ trông mong như vậy, em chỉ chờ một tín hiệu mà thôi. Đúng vậy, chỉ chờ một tín hiệu chứ không cần đến một hiện tượng hay hành động nào ngoài dự đoán. Một tín hiệu để em biết rằng tôi vẫn còn nhận ra em, còn nhớ đến em, còn giữ em đâu đó trong trí nhớ của mình. Nhưng không, tôi đã lướt qua em, đồng tử tôi sượt qua và không dừng lại một giây nào để giữ cho em không tan nát cõi lòng thành trăm mảnh. Tôi đã quên tất cả. Tôi quên những tháng ngày tôi và em đã dành cho nhau. Tôi quên mình từng tay trong tay khi em kể tôi nghe những bí mật thầm kín nhất. Nếu em hỏi vì sao tôi lại có thể như thế, sao tôi quên em đi một cách dễ dàng như thế, tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, chưa từng tồn tại, rằng như thể tôi và em chỉ là một giấc mơ, và giờ đây giấc mơ đó đã tan thành mây khói. Nếu em hỏi như thế, tôi chỉ có thể trả lời em bằng hai chữ: xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã thật sự quên em. Tôi biết phải nói làm sao cho em hiểu đây. Và tôi phải làm sao để hai chữ xin lỗi mang thêm một ý nghĩa hay một sức mạnh thần kỳ nào đó để xoa dịu em đây. Tôi không biết. Tôi chỉ có thể làm điều duy nhất ấy, đó là xin lỗi. Tôi biết em sẽ thấy không thỏa đáng, em sẽ thấy không thể nào chấp nhận được, và thấy như mình chẳng còn chút giá trị nào với tôi. Em ơi, tôi biết phải nói sao đây. Tôi không muốn phải thừa nhận tất cả những điều này. Thế nên xin em đừng hỏi tôi nữa. Đừng khiến tôi phải tìm những lời nói dối để xoa dịu em, trong khi chính em cũng biết những lời đó là dối trá. Em đủ hiểu tôi, luôn biết tôi thường làm gì để trốn tránh sai lầm của mình. Thế nên xin đừng bắt tôi phải tự mình giày vò nỗi buồn của em thêm nữa. Đừng hỏi rằng vì sao tôi lại đành lòng như thế. Tôi phải nói thế nào cho em hiểu đây, rằng tôi chẳng cố ý làm tất cả những việc này, việc quên em như thế này.
Tôi thậm chí còn không nhận ra cho đến khi chuyện ấy xảy ra. Thời gian, tôi không muốn đổ lỗi cho thời gian, nhưng có lẽ nó đã tiếp tay cho tôi làm điều đó. Khi thời gian đưa tôi đi xa thật xa những tháng ngày tuổi trẻ, thời gian đã đặt vào tay tôi biết bao điều mới mẻ, và thời gian dạy tôi biết được đâu là điều quan trọng, điều nào không, dạy tôi cách nắm lấy và buông tay. Em ơi, em biết đấy, tôi không thể nào mang vác hết tất cả trên vai trong suốt chặng đường dài của mình. Tôi phải chọn lựa, và tôi chọn bỏ em xuống. Em có thể trách móc tôi, nhưng tôi mong em hãy hiểu điều đó. Hiểu điều đó, chứ không phải hiểu cho tôi. Tôi biết em cũng có những sự lựa chọn của riêng mình. Trong vô số lựa chọn, em không chọn đặt tôi xuống. Nhưng phải chăng em cũng đã đặt một vài cái tên khác xuống? Bởi thời gian không chừa một ai. Thời gian đối xử công bằng với tôi, với em, với tất cả mọi người. Thời gian cũng bắt em phải làm điều đó. Thời gian cũng bắt em phải học. Thời gian bắt em phải chọn lựa và quên đi. Tôi xin lỗi vì em đã chọn tôi, còn tôi lại không thể. Chúng ta quên một điều gì đó, quên một ai đó như một lẽ tự nhiên. Sự chọn lựa ấy diễn ra một cách âm thầm nhưng dứt khoát. Nên xin đừng hỏi vì sao tôi đành lòng làm điều đó. Em thương mến ơi, không có sự cố ý nào ở đây cả. Tất cả chỉ là sự hiển nhiên của thời gian và hiển nhiên giữa tôi và em. Tôi xin lỗi em vì chẳng thể cho em được điều em mong muốn, chẳng hạn như một lời nói dối để qua chuyện hay cố gắng cầm lên lại những gì của tôi và em. Xin lỗi em, tôi chẳng thể làm được. Tất cả đã ở quá xa và tôi cũng đang ôm trong tay mình rất nhiều thứ khác, nên chẳng thể với tay mà ôm đồm thêm điều gì nữa, kể cả những ký ức mới cùng em. Tôi không bao giờ muốn nói với em rằng hãy thay thế tôi bằng những điều khác, người khác. Đơn giản vì chúng ta không thể làm điều đó. Cái gì mất mát sẽ mãi là mất mát. Nỗi buồn là nỗi buồn. Khỏa lấp chỉ là cách nói để che mắt những người khác, nhưng với em thì không. Em biết điều đó đúng không? Tôi biết em như thế. Tôi xin lỗi em vì tôi không thể làm gì khác. Khi nói về em những lời này, có thể tôi sẽ nhớ em trong một thoáng, nhưng rồi tôi lại phải tiếp tục bước đi. Tôi không dừng lại được, và tay tôi cũng đã không còn chỗ. Tôi sẽ phải bước tiếp, và em cũng thế. Tôi không mong em sẽ để lại tôi hay vẫn mang tôi theo. Chính xác hơn, tôi không mong điều gì ở em cả. Em có sự lựa chọn của mình, và dù đó là gì thì nó cũng có lý lẽ của riêng nó. Tôi muốn em hiểu điều đó. Mọi sự đều có lý lẽ của riêng nó. Tôi biết em đang khóc. Xin lỗi em, tôi không thể lau nước mắt cho em. Đơn giản vì tôi không phải là người đó. Tôi không có ý mỉa mai gì em đâu. Nhưng biết đâu trong lúc này có ai đó cũng đang khóc, vì em cũng đã đi ngang qua họ lạnh lùng như thế đấy. Nhưng rồi tôi cũng phải đi, em cũng phải đi, ai rồi cũng phải đi. Thời gian không dừng lại, và chúng ta luôn phải đi, bằng cách này hay cách khác, dù nhanh hay chậm. Dù em có dừng lại thì thời gian cũng đẩy em đi. Tôi mong là em hiểu. Và tôi xin lỗi vì chỉ có thể nói với em những điều thế kia, sẽ chẳng làm em ngừng khóc hay thôi trách móc tôi. Tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn tin rằng tôi phải nói điều này với em. Tôi không phải là người lau nước mắt cho em hay nắm giữ ký ức về em, nhưng tôi biết mình phải là người nói với em tất cả những điều đó. Và rồi, người quyết định không ai khác chính là em. Tạm biệt em, thời gian của tôi và em đã hết. Mọi thứ đang đợi tôi ở phía trước, và những điều phía trước của hành trình riêng cũng đang đợi em. Tôi mong em sớm khô giọng lệ để có thể tự bước tiếp về phía trước, chứ không phải ngồi ở đây quá lâu mặc dòng thời gian quyết định thay cho em điều gì. Bật mí cho em rằng tôi cũng hiểu cảm giác này của em, vì cũng có người đã lãng quên tôi. Ở vài thời điểm trong cuộc đời, chúng ta đều thay nhau sắm vai của kẻ khác.
Chúng ta quên một người, và rồi cũng có người khác đã xoa nhòa ta. Đó là một hiện thực đơn giản đến ngỡ ngàng và phũ phàng. Cũng như việc rồi ta sẽ vẫn tiến về phía trước, lùng sục và kiếm tìm những thứ, những điều chỉ mỗi ta mới hiểu vì sao. Tạm biệt em, chúc em bao điều tốt đẹp.